Xin chào các bạn đã đến với channel ngày hôm nay nơi mà các bạn có thể nhận được nhiều tài liệu và tin tức liên quan tới tiền kỹ thuật số Như thường lệ đây chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay là ngày cuối cùng các bạn sẽ thấy Thuận ở khách sạn này Các bạn cũng đã biết là Thuận đi công tác ở New York cũng gần một tháng Và ngày mai Thuận sẽ lên đường để mà bay trở về Cali Và có một số bạn đã comment nói là Thuận đã bán nhà để mà mua Bitcoin cho nên ra khách sạn ở Điều này đương nhiên là không phải, ngày mai Thuận sẽ bay về Cali Và đây cũng có nghĩa là ngày mai Thuận sẽ rất là bận cho nên ngày mai sẽ không có video cho các bạn Thuận xem các bạn ngày kế tiếp và hôm nay chúng ta có một số tài liệu thường muốn chia sẻ và trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết thì cũng như thường lệ, các bạn hãy nhấn nút thích, hãy đăng ký vào chương trình Youtube này để nhận được những tin mới nhất và hãy chia sẻ video này để các bạn khác kiếm được tài liệu này dễ dàng hơn. Chúng ta nhìn vào thị trường ngày hôm nay các bạn đã thấy là phần đồng đều đã đi xuống nhưng mà cái phần trăm không đáng kể. Các bạn thấy là trong cái thấp 10 này là đồng Bitcoin thì xuống khoảng chừng là 1,6%, Ethereum xuống không tới 1%. Những đồng mà xuống nhiều nhất ngày hôm nay các bạn thấy là đồng IOTA xuống gần như 8%, kế đó là Stellar với Cardano xuống gần như 6%, thì cái số lượng xuống là không đáng kể. Một điều các bạn đang thấy là đồng Tether vẫn kiếm vị trí là thứ 10 và với cái tỷ lệ vốn hóa là 2,7 tỷ. Chúng ta thấy là đồng NEO đã tăng qua khỏi đồng TRON thì bây giờ giữ, giữ vị trí là số 11 là 2,5 tỷ so với TRON là 2,4 tỷ. Nhưng mà nó thấy là trước đây là đồng Neo đã đứng hàng thứ 10, sau đó John đã đẩy đồng Neo ra hàng thứ 11. Và bây giờ là cả hai đồng Neo và John đã bị đẩy ra khỏi cái top 10 này tại vì đồng Tether bây giờ là chiếm vị trí với tỷ số là 2,7 tỷ như chúng ta vừa mới nói tới. Và nếu chúng ta nhìn vào những đồng nào mà đi lên nhiều nhất trong ngày hôm nay thì không có đồng nào gọi là lên đáng kể. Chúng ta thấy là lên nhiều nhất là đồng Cortex nhưng mà chỉ có là 4,7%. Trái đó là đồng Bitcoin Diamond chỉ có 4,5%. Và kế đó là Veritasium chỉ lên có 4%. Còn nói về những đồng nào mà xuống nhiều nhất ngày hôm nay là đồng Ethos xuống 28%. Đồng Tezo xuống 21% và Cisco tiếp tục xuống, hôm nay là xuống 19% nữa. Thì nếu chúng ta nhìn vào cái biểu đồ của đồng Bitcoin các bạn đã thấy là để thuận báo cho các bạn thấy được là khi mà chúng ta lên trở lại phải là khoảng 6.800. Các bạn đã thấy là đây là một cái vùng mà cản trở cũng khá chắc chắn trong thời gian gần đây đây thường zoom vào thì các bạn thấy rõ ràng hơn thì khi mà chúng ta nhìn vào thì các bạn sẽ thấy là rất nhiều lần là đồng Bitcoin đã không phá vỡ được cái phần này khi chúng ta thấy được là khoảng chừng là ngày 16 tới tháng 8 chúng ta không phá được kế đó là 19 tây 20 tây và bây giờ là các bạn thấy là ngày 4 tới tháng 7 mới đây chúng ta cũng không phá được cái mức là khoảng 6.7 tới 6.8 Hiện tại chúng ta giữ giá là gần như là 6 ngàn rưỡi và chúng ta vẫn nằm trong cái vùng mà chúng ta đã vẽ sẵn cho nên chúng ta phải tiếp tục để mà theo dõi cái biểu đồ này. Hôm nay có một số tài liệu tôi muốn chia sẻ với các bạn. Trước hết là có nhiều bạn hỏi thuận về cái tài liệu được đưa ra bởi đồng NEO này. Thì đây là như thế nào? Thì để cho các bạn hiểu được cái cách làm của đồng NEO tại vì tôi nghĩ là một số bạn vẫn chưa hiểu cái cách mà họ hoạt động. Thì cái cách mà đồng NEO hoạt động là họ sẽ bắt đầu từ tập trung trở trở thành phi tập trung chứ không giống những những cái đồng khác chúng ta biết là những đồng như đồng EOS hay là một số đồng như Ethereum thì khi mà mạng lưới họ hình thành là họ đã muốn là phi tập trung nhưng mà cái cách mà đồng NEO làm thì họ mới đầu hình thành là sẽ là một mạng lưới tập trung thì tại sao họ lại muốn bắt đầu từ một mạng lưới tập trung thì rất đơn giản tại vì họ nghĩ là khi mà các bạn có một mạng lưới tập trung thì những việc như là cập nhật những cái ứng dụng mới hay là sửa lỗi trên mạng lưới sẽ rất dễ dàng nếu như mà các bạn bắt đầu từ mà mạng lưới phi tập trung thì sẽ khó khăn hơn Cho nên cái cái mà họ lựa chọn là bắt đầu từ mạng lưới tập trung Sau đó từ từ sẽ chuyển thành mạng lưới phi tập trung Thì đó chính là cái lý do tại sao mà họ đưa được thông báo ngày hôm nay Thì những mà nào mà không rành thì cái mạng lưới NEO này Trước đây gọi là Anshare là họ đã bắt đầu từ năm 2015 tháng 11 và mãi cho tới tháng 10 năm 2016 như là một năm sau đó họ mới bắt đầu có những cái máy làm đại diện để mà giải quyết các giao dịch trên mạng và điều các bạn cần biết là bảy cái máy mà đứng ra làm đại diện là toàn bộ nằm quyền quản lý của cái một bộ phận gọi là Neo Council nghĩa là cái đội phát triển của họ cho nên tất cả đều nằm trong cái sự quản lý của đội Neo không phải là một mạng lưới phi tập trung và năm 2017 tháng 7 là họ đã đổi tên từ Anshare đổi tên thành đồng Neo tại vì lúc đó là họ muốn có một số ứng dụng trên mạng như là hợp đồng thông minh cho nên họ đã đổi tên thành đồng Neo và kế đó họ đã tiếp tục phát triển Và điều mà nhiều người chỉ trích là cái mạng lưới Neo này Là quá tập trung tất cả 7 cái máy mà đứng ra làm đại diện toàn bộ là quản lý bởi đội phát triển của đồng Neo Và hôm nay họ đưa ra một số tài liệu mà nhiều bạn cũng đã hỏi thường về vấn đề này Tài liệu này thực sự đã được đưa ra ngày hôm qua là ngày 4 tháng 7 và điều mà họ nói ngày hôm nay là họ đã bắt đầu để mà di chuyển mạng lưới của họ từ tập trung sang phi tập trung. Bây giờ là có một cái nô mới đã được tham gia vào mạng lưới của họ nghĩa là bây giờ là họ chỉ là có quyền quản lý 6 cái nô 6 trong 7 cái một cái còn lại là họ đã bắt đầu để cho những người mới tham gia vào cái mạng lưới của họ để cho mạng lưới trở thành phi tập trung hơn nhưng mà khi này mạng lưới nó hoàn toàn phi tập trung thì họ không thể biết trước được là ngày nào mà bây giờ họ nói là năm 2019 như là năm tới đây là họ sẽ có một cái số chiến lược để mà cho những người nào mà muốn đứng ra làm đại diện cho đồng Neo có thể là tham gia vào và mọi người có thể bầu cử tương tự như chúng ta thấy trên mạng lưới của đồng EOS thì năm 2019 họ sẽ bắt đầu và tất cả những việc bầu cử này sẽ được diễn ra trên mạng của họ thì đây là có thể là một cái tiến triển mới cho cây đồng Neo này sẽ trở thành phi tập trung hơn và đây cũng là cái điều mà họ đưa ra thông báo và tất cả những cái lập trình của họ là được một cái bộ phận gọi là city of zion thì các bạn sẽ thấy là city of zion là như thế nào đây là một cái bộ phận mà nghiên cứu cái công nghệ của đồng NEO và họ cũng làm những cái như là lập trình hay là liên quan tới những cái ví điện tử của đồng NEO. Các bạn có thể coi cái bộ phận City of Zion này tương tự như là các bạn thường hay nói tới là IOHK hay là Input Output Hồng Kông của Cardano là một bộ phận mà đứng sau lưng để mà làm lập trình và nghiên cứu đồng Cardano. Hay là các bạn cũng nói tới những cái bộ phận như là Blockstream đứng sau lưng của mạng lưới Bitcoin để mà ủng hộ những cái như chúng ta thường hay nói tới như là Lightning Network hay là hôm qua thường cũng đã chia sẻ một cái bài liên quan tới Liquid Network nhưng mà nào mà chưa xem bài đó thì hãy xem bên cái channel Analytics thường đã để cái video đó để các bạn có thể tham khảo cái mạng lưới mới nhất được đưa ra từ Blockstream thì đây là những tài liệu liên quan tới đồng Neo tôi muốn chia sẻ với các bạn chúng ta cũng đã biết là khi mà thị trường có được một cái sự tăng trưởng thì thường thường ngay sau đó chúng ta sẽ nhận được một số cái tài liệu mà không được tốt lắm và hôm nay cũng không ngoại lệ hôm nay có một số bài viết về thị trường này mà không được tốt lắm nên thường chia sẻ với các bạn trước hết là cái bài viết liên quan tới Jordan Belfort thì nhưng mà nào mà xem cái bộ phim The Wolf of Wall Street hay là số già của Wall Street bạn cũng đã biết là Jordan Belfort là cái người mà diễn viên Leonardo DiCaprio đã đóng vai và người này trước đây là một người lừa bịp và chuyên bán những cái cổ phiếu rác cho những người khác và cuối cùng đã bị bỏ tù khoảng 22 tháng và người này sau này đã được ra tù và liên tục để mà nói xấu về tiền kỹ thuật số nhất là nói xấu về đồng Bitcoin và hôm nay cũng không ngoại lệ một lần nữa ông ta đã nói là đồng Bitcoin là ngày kết thúc đã kề bên và đồng Bitcoin sẽ không còn giá trị và sẽ trở thành con số 0 và lý do tại sao ông ta nói là đưa ra lý do là tại vì đồng Bitcoin không có bất cứ cái giá trị thật nào không có bất cứ cái vật nào để mà đảm bảo giá trị đứng sau lưng của đồng Bitcoin nhưng mà các bạn cũng phải nên nhớ là khi mà chúng ta nói về giá trị các bạn cũng phải biết là những cái tài sản khác như là vàng như là bạc ngay cả tiền trong túi các bạn là giá trị từ đâu mà ra các bạn phải biết là tiền của tôi các bạn giá trị có phần đông là tại vì cái lòng tin của mọi người vào ngân hàng trung ương vào chính phủ là chính phủ và ngân hàng trung ương sẽ đứng ra để mà đảm bảo cái giá trị đó cho nên tiền các bạn mới có giá trị nếu như mà một nước nào đó mà ngân hàng trung ương của họ không có quản lý được cái ngành tài chính và quản lý được cái tiền bạc thì cái giá trị tiền của bạn sẽ bị suy sụp hoặc là không còn giá trị như là rất nhiều quốc gia trước đây và ngay cả hiện tại thời điểm hiện tại bây giờ các bạn thấy những nước như là venezuela hay là những nước như zimbabwe thì tiền của họ liên tục mất giá và mất giá rất nhiều cho nên đó là điều các bạn cần biết và khi mà chúng ta nói về tiền kỹ thuật số như là bitcoin thì giá trị của đồng bitcoin đối với thượng cũng là cái lòng tin nhưng mà không phải là lòng tin vào ngân hàng trung ương hay là lòng tin vào chính phủ mà là lòng tin vào thuật toán và lòng tin vào sự đồng thuận trên mạng lưới tuy nhiên cái lòng tin này có giá trị tại vì mạng lưới của đồng bitcoin vẫn còn rất chắc chắn và cái sự đồng thuận của họ vẫn còn có thể là có hiệu lực chỉ tới khi nào mà hai thứ đó không còn chúng ta mới có thể là lo ngại về giá trị của đồng bitcoin nhưng mà hiện bây giờ là các bạn nên biết là tiền kỹ được số lòng tin của các bạn là nằm ở trong thuật toán và nằm trong cái sự đồng thuận ở trên mạng lưới kế tiếp là một người khác nữa các bạn cũng đã nghe nói tới trước đây thường đã chia sẻ đây là chúng ta có thể coi là ngân hàng thanh toán của quốc tế thì nhiều người coi đây là một ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung ương như thường cũng đã thường nói tới và một lần nữa họ lại lê, ra lời phát biểu là họ không coi tiền của được số như là tiền bạc thì đây là chuyện đương nhiên tại vì họ là ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung ương cho nên cái lời nói này thường cũng không cảm thấy là có gì đặc biệt và đương nhiên là chúng ta thấy là khi mà thị trường lên một phần như thường mới nói thì những bài viết tương tự sẽ được đưa ra để mà làm lung lay một số người mà có ít sự hiểu biết về thị trường này hai người này trước đây cũng đưa ra những lời phát biểu tương tự cho nên thường cảm thấy đây không phải là tin tức gì mới điều mà thường thấy được mà thường muốn chia sẻ với các bạn là các bạn đã thấy là những người nổi tiếng nói xấu về thị trường này ngày càng ít đi các bạn đã thấy là trước đây những người như là giám đốc điều hành của các ngân hàng lớn như là uh, Jamie Dimon của ngân hàng Chase hay Lloyd Blankfein của Goldman Sachs chẳng hạn thì gần đây các bạn thấy là những người nổi tiếng trong giới ngân hàng hay là giới tài chính đã ít đi rất nhiều những người mà đứng ra để mà nói xấu thì cái được số thực sự đã giảm đi và nếu như chúng ta nghĩ tới những người nào nổi tiếng mà vẫn còn nói xấu với thị trường này thực ra chỉ còn có những người như là Warren Buffett hay là Bill Gates chúng ta cũng đã biết là những người này là những người mà đầu tư rất truyền thống và họ sẽ không có hiểu về công nghệ trước đây Warren Buffett cũng đã nghĩ là những công ty như là Facebook hay là Amazon sẽ không có giá trị Cuối cùng chúng ta thấy là ông ta đoán sai và những công ty thực sự là có rất nhiều giá trị và trong thời điểm hiện tại Warren Buffett mới là lấy tiền để, để đi mua công ty Amazon thì các bạn đang thấy là đã trễ gần như là mười mấy năm. Thì tương tự như vậy tôi nghĩ là những người như Warren Buffett sẽ không hiểu tiền kỹ thuật số mãi cho tới khi nào mà đây trở thành sự thật lúc đó ông ta mới bắt đầu đầu tư vào những công ty liên quan tới tiền kỹ thuật số. Và tin tức cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn là liên quan tới Ấn Độ. Nhưng mà nào Ấn Độ thì sẽ biết à, tin tức này rõ hơn thì chúng ta thấy là tin tức này đã được đưa ra cách đây vài tháng là liên quan tới là ngân hàng trung ương của ấn độ đã ngăn cấm một số ngân hàng làm việc với công ty tiền cửa đột số nhất là liên quan tới những cái sàn giao dịch thì các bạn cũng đã biết là đây là một chuyện rất là quan trọng đối với các sàn giao dịch tại vì những sàn giao dịch tiền cửa đột số họ vẫn cần cái sự hợp tác của ngân hàng tại vì các bạn biết là họ vẫn cần phải di chuyển tiền họ vẫn cần phải trả tiền nhân viên, họ vẫn cần phải trả tiền mặt bằng chẳng hạn. Thì ngân hàng là một điều mà rất quan trọng đối với họ. Nhưng mà ngân hàng trung ương của Ấn Độ đã ngăn cấm các ngân hàng trong sự quản hạt của họ làm việc với những công ty liên quan đến tiền kỹ thuật số. Và điều này đã dẫn tới một việc là các công ty tiền kỹ thuật số là cùng nhau để mà khiếu nại với lại tòa án ở Ấn Độ. Và họ khiếu nại tại vì họ nói là ngân hàng trung ương của Ấn Độ đã kỳ thị họ tại vì hiện bây giờ tiền kỹ được số là không có cấm ở Ấn Độ nhưng mà ngân hàng trung ương là lấy quyền của họ để mà cấm các ngân hàng khác làm việc với họ làm cho công việc của họ rất là khó khăn và dẫn tới việc là họ không thể nào tiếp tục để mà mở sàn hay là làm những cái công ty liên quan đến tiền kỹ thuật số ở Ấn Độ nữa điều chúng ta biết là cuối cùng chúng ta đã nhận được tin tức được đưa ra từ tòa án tối cao của Ấn Độ thì điều mà họ nói trước đây là ngày 28 tháng 7 họ sẽ mở cái cuộc phiên tòa để mà xử cái vấn đề này nhưng mà vì một lý do nào đó là ngày 3 tháng 7 họ đã mở phiên tòa và họ đã ra quyết định là ngân hàng trung ương tiếp tục được quyền cấm những ngân hàng trong cái sự quản hạt của họ làm việc với những công ty liên quan tới tiền kỹ thuật số và đây là tin tức thường cảm thấy rất là đáng tiếc đối với những nước như là Ấn Độ Tại vì Thuận nghĩ là những nước như là Ấn Độ thì có thể là phát triển rất nhiều nếu như mà họ, mở để mà chào đón thì kỹ được số hơn. Nhưng mà chúng tôi cũng đã biết là một nước nào đó ngăn cấm tiền kỹ thuật số thì chỉ là làm chậm đi cái sự phát triển tiền kỹ thuật số trong nước của họ. Nhưng mà sẽ có một nước khác đứng ra để mà chào đón những công ty này. Các bạn đang thấy là một nước điển hình như là Malta thì cũng đã chào đón tiền kỹ thuật số rất nhiều. Các bạn thấy là Malta hầu như là họ muốn trở thành cái nước đầu tiên trên thế giới để mà chấp nhận thị trường này và hôm nay nhận được một số tin tức mình cũng thấy rất là tốt liên quan tới nước này thứ nhất là họ đã đưa ra những cái luật cụ thể liên quan đến thị trường và họ nói là họ trở thành nước đầu tiên trên thế giới để mà đưa luật cụ thể về thị trường này và luật cụ thể là như thế nào thì luật cụ thể mà họ nói đây là trước hết là họ sẽ có luật riêng liên quan tới ICO nghĩa là họ sẽ cho phép ICO cho nước của họ nhưng mà các bạn phải đi theo cái luật pháp của họ và nếu như các bạn chấp nhận để mà đi theo luật pháp của họ thì công ty của các bạn sẽ được bảo vệ bởi luật pháp đó là, là điều đầu tiên điều thứ nhì nữa là họ nói là cái khuôn khổ pháp lý liên quan đến tiền cửa đột số của họ sẽ được thực hành bởi một cái đội riêng liên quan tới quản lý thị trường này nghĩa là họ sẽ không sử dụng những cái đội có sẵn như là quản lý những thị trường nhưng liên quan tới chứng khoán mà họ sẽ thành lập một cái đội riêng tại vì họ nghĩ là thị trường này là một thị trường rất là mới cho nên cần phải có những người chuyên về am hiểu thị trường này để mà quản lý thì điều mà chúng ta cần biết là những người này là họ sẽ mướn những cái công ty ở ngoài để mà đi vào để mà kiểm chứng những cái mật mã hay là những cái mã ở trên những cái lập trình Nếu như các bạn là một công ty mà muốn ICO thì cái lập trình của các bạn là sẽ được kiểm tra bởi nước Malta và họ sẽ mướn người riêng để mà làm những việc đó để bảo đảm được sự an toàn và miễn là các bạn tuân theo luật pháp thì các bạn có thể hoạt động trong nước của họ và các bạn đã biết là đây là một nước mà rất chào đón các sàn giao dịch trong thời gian gần đây các bạn thấy là vô số những sàn đã tham gia vào nước mau thời này đây là một nước nhỏ nằm ở châu âu và những sàn lớn như là sàn binance sàn okx sàn bitbay toàn bộ đã tham gia vào nước này tại vì chúng ta cũng đã biết là một số nước như là nhật bản thì rất khó khăn để mà nhận được cái bàn hoạt động sàn à, kỹ thuật số trên nước của họ cho nên thì bây giờ là một số sàn lớn đã tham gia vào nước này thì đây đương nhiên là một chuyện tốt đối với thị trường này cho nên các bạn đã thấy được là một nước nào đó không có chào đón tiền kỹ thuật số hay là không có chào đón công nghệ này thì sẽ có một nước khác để mà đứng ra và họ sẽ nhân đây để mà làm cơ hội để nước của họ phát triển mạnh hơn những nước khác và thường cảm thấy là những nước nào mà không chấp nhận cái thị trường này thì có thể là sau này sẽ đi sau những nước khác liên quan tới công nghệ thì đây là những tài liệu mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay một lần nữa ngày mai thường sẽ lên máy bay để mà trở về Cali cho nên sẽ không có thời gian thường xem với các bạn ngày kế tiếp tạm biệt các bạn Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này Các bạn đừng quên nhấn cái nút like Và những người nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký vào chương trình YouTube này Để nhận được những thông tin mới nhất Và những người nào mà có nhu cầu liên hệ với Thuận Capital Hay cần link các sàn giao dịch Hay là các sản phẩm liên quan tới tiền kỹ thuật số Thì tất cả các link chính thức sẽ nằm ở phía dưới cái video này Tạm biệt các bạn